Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà ga Kyoto để mà di chuyển từ Kyoto lên Nagoya bằng Shinkansen. Thì tiện đây mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta sẽ đặt mua vé Shinkansen và cách đi lên tàu một cách chi tiết và cụ thể nhất. Thì tất cả các lộ trình đi thì nó đều giống nhau thôi. Thì lộ trình của mình là Kyoto và Nagoya. Thì mình sẽ tới, trước tiên thì mình sẽ tới ga Kyoto, và khi mà vào cổng như video mình đang đi đây các bạn nhá, thì các bạn sẽ nhìn lên các bảng điều hướng các bạn nhá, thì nó sẽ có những cái mũi tên chỉ dẫn cho chúng ta đến tận nơi nhé các bạn nhá. Thì ở đây thì mình đi Shinkansen thì mình đi theo mũi tên thẳng lên phía trên các bạn nhá. Thì chúng ta cứ đi theo hướng mũi tên thì chúng ta sẽ tới được cái cửa vào của Shinkansen. Thì ở đó thì nó sẽ có trước cổng soát vé của cửa vào Shinkansen thì nó sẽ có cái quầy bán vé Shinkansen các bạn nhé. Thì các bạn cứ di chuyển cho mình tới đấy. Thì trên đường di chuyển này thì mình sẽ có một số cái lưu ý cho các bạn như sau. Thì Shinkansen thì nó sẽ có cái vé ngồi tự do và cái vé ngồi chỉ định. Thì cái vé ngồi tự do thì các bạn mua thì các bạn sẽ phải lên cái khoang tự do các bạn nhé, ngồi. Và cái khoang tự do này nó sẽ có ở cái toa số 1 đến cái toa số 3 đấy. Và Shinkansen có hai loại vé, đó là vé thông thường và vé tàu xanh. Vé xanh có nghĩa là cái đại khái mình nói như kiểu là cái vé VIP đấy các bạn. Nó sẽ có nhiều những cái ưu đãi hơn ở trên đó, thì nhưng mà giá vé nó sẽ cao hơn. Thì đối với lại cái video này thì mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta đặt vé chỉ định cho các bạn nhé. Tại vì cái nhu cầu của mình thường thì mình sẽ đi bằng chỉ định hơn, còn đối với bạn nào mà tiết kiệm thì mình sẽ đi bằng vé tự do. Thì mình sẽ có một cái video, khi mà về nhà mình sẽ có một cái video chi tiết cụ thể về cái cách mình sẽ phân tích về cái vé tự do và cái vé chỉ định này cho các bạn hiểu, để cho các bạn biết là nên cái nhu cầu của mình là nên đi bằng vé tự do hay là vé chỉ định. Thì và mình sẽ ở cái video đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà xử lý những cái tình huống, giả dụ như các bạn đi tàu Shinkansen, các bạn mua vé mà các bạn bị trễ tàu các kiểu ấy, thì mình sẽ làm một video sau. Các bạn muốn xem ấy thì các bạn hãy like ủng hộ cho mình và đăng ký cái kênh của mình. Thì tuần tới thì mình phát hành cái video mới ấy, thì nó sẽ đề xuất cho các bạn có thể xem luôn các bạn nhé. Giờ đây các bạn chú ý nhé các bạn nhé, các bạn nhìn thấy chữ mà Shinkansen nó ghi cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Nhật, đó là Shinkansen Ticket, Shinkansen Kippu Noriba các bạn nhé. Đấy, thì ở đây các bạn chú ý nhá, đây nó sẽ có cái cây bán vé chỉ thanh toán bằng thẻ credit, thì nó có màu xanh dương các bạn nhá. Và các bạn cũng có thể vào trong quầy để mà mua vé, thì các bạn thích trả kiểu gì cũng được, nhưng mà mình sẽ chỉ cho các bạn cây và bán hàng tự động để bán vé tự động cho nó dễ các bạn nhá. Đó, thì trong đây là cái cây nhân viên, có nhân viên bán vé. Còn đây là cái cây màu xanh dương này, là cái cây chỉ thanh toán bằng thẻ credit. Còn cái phần bên màu vàng bên kia các bạn nhé, là nó sẽ thanh toán bằng cái thẻ credit và tiền mặt. Thì có lẽ là người ta xếp hàng hơi lâu, thì mình sẽ chắc là sẽ hướng dẫn cho các bạn mua ở một cái cây bán vé khác, và mình sẽ chèn vào cái video này các bạn nhé. Tại vì xếp hàng lâu này mà mình vào mình quay thì có lẽ là không được hay cho lắm. Rồi, đây là cái giao diện màn hình của cái cây bán vé tự động. Thì ở phía trên là vé chỉ định, ở dưới là vé tự do. Thì mình sẽ đi vé chỉ định các bạn nhé. Rồi, các bạn nhấn vào chữ mua vé Shinkansen chỉ định và chọn cái điểm đến, điểm đi. Thì điểm đi nó có đề xuất sẵn luôn, tại vì mình đang ở cái nhà ga này mà. Và chọn điểm đến, thì các bạn đi đâu thì các bạn chọn cái điểm đến đó các bạn nhé. Và chọn ngày xuất phát, ngày đi các bạn nhé, và cái giờ khởi hành mà chúng ta mong muốn. Chọn số người, ở trên là người lớn và có trẻ em thì các bạn nhấn chữ Kodomo các bạn nhé.
Và đây thì mình khuyên các bạn nên chọn cái tàu mà nó không nối chuyến nhé. Đây, cái bên này là tàu không nối chuyến, còn có nhiều chuyến thì các bạn có thể gạt sang bên kia. Nếu mà chuyển tuyến thì giữa chừng nó các bạn phải chuyển tàu ấy, mệt đấy. Đó, các bạn sẽ chuyển cái tuyến cố định như mình, không phải chuyển tuyến. Và đây thì tàu thông thường, và cái tàu màu xanh là cái tàu mình gọi là tàu VIP ấy. Ở đây các bạn chọn vào xác nhận các bạn nhé. Và cái về hành lý thì nếu các bạn hành lý to thì các bạn có thể chọn hành lý to, còn mình thì chọn thông thường cũng được. Và chọn hàng ghế thì cái hàng mà những cái bị mờ là không chọn được nữa, thì mình sẽ chọn hàng B. Và đây thì các bạn chọn giống như mình nhé. Tại vì nếu mà chọn bên kia thì có nghĩa là nối chuyến sang tàu thường ấy. Chọn một chiều hoặc là khứ hồi thì mình sẽ chọn một chiều thôi. Và đây thì chúng ta chỉ cần nhấn vào chữ Kakinin này các bạn nhé, thì nó sẽ hiển thị cái giá vé và chúng ta sẽ bỏ tiền vào. Bỏ tiền vào và chúng ta sẽ nhận lại cái tiền thừa và cái vé ở phía dưới này các bạn nhé, bao gồm cả tiền xu tiền giấy luôn, các bạn nhớ lấy hết. Và đây là cái vé Shinkansen. Đó, thì sau khi có vé thì các bạn tìm đến cái cửa vào này và các bạn sẽ đút cái vé vào các bạn nhé, và nhớ lấy lại vé nhé. Sau khi đút xong thì các bạn nhìn lên cái bảng đồng hồ đấy các bạn nhé, thì các bạn sẽ so với lại cái vé của mình, thì các bạn tìm tới cái đây các bạn nhé, nhìn cái bảng điều hướng các bạn nhé, trên ga for Nagoya, mình đang lên Nagoya, thì các bạn cứ nhìn theo thế mà đi thôi. Thì theo bảng chỉ dẫn thì nó sẽ dẫn đến cho các bạn tới cái đường ray này các bạn nhá. Thì khi mà tới đây thì các bạn cũng nhìn cái bảng đồng hồ này, các bạn nhìn xem hướng nó chỉ tới đâu. Giả dụ như kiểu hướng tàu của bạn đi, tàu nó sắp tới thì nó sẽ nhấp nháy và nó sẽ có cái hướng chỉ và giờ ở đây các bạn nhá. Các bạn có thể xem. Đó. Thì trong vé thì nó cũng có ghi cho bạn là cái số số khoang ấy các bạn. Thì các bạn di chuyển tới cái khoang các bạn nhé. Các bạn ở trong vé này nó có số tàu và cái số khoang. Thì do là thời gian ngắn, đây là các bạn nhìn ở phía ngoài cái tàu nhé, nó sẽ ghi vào vé tự do và vé chỉ định nhé. Vừa xong thì mình đi qua cái vé màu, cái toa màu xanh nhé. Đó, thì mình vào đây luôn. Thì mình đi, tại vì đây mà các bạn nhìn cái khoang màu xanh thì ghế cũng có kiểu nó có tốt hơn các bạn nhá. Thì mình sẽ di chuyển sang cái khoang của mình, tại vì tàu nó sắp chạy rồi, mình phải quay video cho các bạn ấy. Thì tàu nó sắp chạy rồi, mình sẽ di chuyển vào trong cái tàu này và đi qua những cái khoang này các bạn nhá. Mình di chuyển vào trong cũng được nếu mà trễ giờ ấy các bạn. Shinkansen thì các bạn nhìn xem, nó sẽ có rất là nhiều, có cả nhà vệ sinh này, có cả bồn rửa mặt các kiểu các bạn nhá. Đó thì mình sẽ di chuyển sang cái khoang của mình, tại vì nếu như bây giờ mình mà đứng ở bên ngoài ấy, thì tàu nó đóng và nó chạy rồi ấy, thì mình sẽ bị trễ tàu. Đó, thì bây giờ mình tìm thấy cái đúng cái vị trí ghế ngồi của mình rồi, thì mình hành lý thì mình để ở dưới chân hoặc là để trên đầu thoải mái các bạn nhá. Riêng hành lý các bạn khỏi phải lo, đi Shinkansen rất là rộng rãi và thoải mái. Và lên Shinkansen ấy thì cũng có người đi bán nước, thỉnh thoảng người ta sẽ đi bán nước và đồ ăn cho các bạn nhá. Đây, các có một cái chị đi bán đồ ăn, nhưng mà mình thì mình cũng không có nhu cầu ăn mấy, thỉnh thoảng thì mình đi ăn thôi. Thì video của mình đến đây xin được tạm dừng. Xin chúc tất cả các bạn có những chuyến đi an toàn và thuận lợi nhất. Và đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ kênh chia sẻ kinh nghiệm Nhật Bản của Vinh Vũ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.